Sáng nay, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Kiên Giang đã tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam 23 tháng 11 năm 1946, 23 tháng 11 năm 2021, 45 năm ngày thành lập Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Kiên Giang 14 tháng 3 năm 1976, 14 tháng 3 năm 2021. Tại buổi lễ kỷ niệm, cán bộ, hội viên Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Kiên Giang đã ôn lại truyền thống lịch sử hình thành và phát triển của hội trong 75 năm qua. Tiền thân của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam là Ban Hồng Thập Tự Việt Nam. Ngày 23 tháng 11 năm 1946, Hội Thập Tự Việt Nam chính thức được thành lập. Tại Đại hội đại biểu Hồng Thập Tự Việt Nam lần thứ nhất, Đại hội suy tôn Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch danh dự. Từ khi thành lập đến nay, các cấp Hội Chữ Thập Đỏ luôn thực hiện tốt sứ mệnh nhân đạo cao cả, thiêng liêng mà Đảng, Nhà nước đã giao phó. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2021, tổng giá trị hoạt động nhân đạo của các cấp hội đạt trên 2.700 tỷ đồng, trợ giúp trên 10,3 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn. Tại Kiên Giang, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh được thành lập ngày 14 tháng 3 năm 1976. Hội ngày càng khẳng định được vai trò nồng cốt, vai trò cầu nối và vai trò điều phối trong hoạt động nhân đạo, biểu hiện sinh động của sự kết nối truyền thống nhân đạo, nhân văn cao cả, thể hiện trên tinh thần cống hiến hết mình vì người nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam và những người tổn thương khác trong xã hội. Tổng các nguồn vận động tại cộng đồng, ngoài xã hội và ngân sách nhà nước hỗ trợ ở 3 cấp, 5 năm qua đạt gần 800 tỷ đồng. Nổi bật qua các phong trào, cuộc vận động như phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, phong trào chung sức vì nhân đạo, cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, hiến máu tình nguyện. Với nguyên tắc nhân đạo, vô tư, trung lập, độc lập, tự nguyện, thống nhất và toàn cầu vì một thế giới hòa bình, hữu nghị và phát triển, cải thiện cuộc sống của những người dễ bị tổn thương, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh tiếp tục viết tiếp những trang sử dễ dàng của hội, có nhiều hoạt động thiết thực, trợ giúp những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đặc biệt là tập trung thực hiện tốt các công trình nhân đạo và Đại hội Chữ Thập Đỏ các cấp, hướng tới Đại hội Chữ Thập Đỏ tỉnh khóa 7, nhiệm kỳ 2022-2027 và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027. Hướng tới chúng tôi sẽ có cái tập trung kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao cái chất lượng sinh hoạt hoạt động của các cấp hội. Cái thứ hai nữa là thực hiện tốt các phong trào của Hội Chữ Thập Đỏ trong cái thời gian tới, như phong trào hiến máu tình nguyện, rồi phong trào mỗi tổ chức mỗi cá nhân gắn địa chỉ nhân đạo, rồi công tác chăm sóc sức khỏe người dân, rồi thực hiện cái phòng ngừa ứng phó thảm họa thiên tai trong cái thời gian tới, làm thế nào để thực hiện tốt các cái công tác tổ chức cũng như các phong trào của hội, đặc biệt là vận động các cái nguồn lực để làm thế nào để chăm lo cho các cái mảnh đời khó khăn, đặc biệt là trong cái dịch bệnh Covid trong tình hình hiện nay. Dịp này, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Kiên Giang đã vận động được 10 máy thở, 20 điện thoại thông minh để trao tặng cho các huyện. Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam tặng 83 kỷ niệm chương cho cán bộ, hội viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động nhân đạo, góp phần xây dựng Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam vững mạnh.